Em Nhung xin chào cả nhà đang xem video. Trước mặt chúng ta đó chính là khu đất nằm tại tổ dân phố Nai Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Và từ vị trí lô đất của chúng ta mà ra đến khu phân lô Đồng Hin Nai Sơn ấy rất là gần luôn, chỉ khoảng chưa đến 50 mét. Đó, chúng ta rẽ trái đi xuống phía trước kia ở chỗ ô tô đậu đấy, đấy chính là khu đất dịch vụ Nai Sơn. Từ khu đất dịch vụ Nai Sơn lên đất chúng ta rất là gần, với đường thông ngõ thoáng, ô tô bật đất, và giá hiện tại đang rẻ nhất khu là chỉ hơn 1 tỷ mốt một chút thôi, là chúng ta sẽ sở hữu một lô đất với diện tích là 98 mét vuông, mặt tiền 5 mét 8 là cũng gần 6 mét đấy ạ. Xây nhà cũng rất là đẹp luôn với mặt tiền rộng như thế này. Đây, lô đất của chúng ta thì giáp nhà cấp 4 luôn ạ. Đó. Với diện tích là 98 mét vuông, mặt tiền 5 mét 8 và sâu hơn 17 mét, sâu bằng nhà cấp 4, mặt tiền khá là rộng. Và hiện tại thì em Nhung cũng đang bán hai lô đất nha cả nhà. Đây, một lô đất ở phía bên trái của chúng ta luôn. Đây, đất của chúng ta đây. Đấy, thế đất là đồi cũng khá là cao nên là chúng ta sẽ không sợ về vấn đề làm móng nhà nhé cả nhà. Đường trước mặt khoảng 3 mét rưỡi. Đấy, và hiện tại đây thì cũng có một lô đất này vừa mới làm mặt bằng xong nhé cả nhà. Đây, giáp nhà cấp 4 này luôn, vừa làm mặt bằng xong, giá cũng hơn 1 tỷ mốt thôi. Đấy, lô này là hướng Tây. Đấy, Tây Bắc và một lô là hướng Đông Nam. Chúng ta có thể chọn lô nào cũng được, giá tiền thì như nhau. Diện tích lô đất vừa làm mặt bằng xong thì được 100 mét nhé cả nhà, mặt tiền thì 5 mét thôi. Đấy, cả nhà xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em Nhung nhá. Và có nhu cầu mua đất thì hãy liên hệ cho số điện thoại trên màn hình, đó là số 0835 416 888. Đấy, đường thông ngõ thoáng và với giá chỉ hơn 1 tỷ mốt thôi là chúng ta sở hữu đất đường thông ngõ thoáng ở Vĩnh Yên rồi. Lô này thì hiện tại đang rẻ nhất khu nhé cả nhà. Đây, em sẽ quay thêm một chút nữa cho cả nhà mình xem. Phía trước thì dân cư ở cũng khá là đông rồi. Chúng ta di chuyển vào trong trung tâm thì chúng ta sẽ mất khoảng tầm 3 phút đi xe. Ra chợ cũng khá là gần. Em xin chào cả nhà nhé.